Chào mừng các bạn đến với kênh của Hương Nguyễn Yoga và Gana Yoga Center. Các bạn thân mến, trong video này, Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập và tư thế giúp mở háng dọc hay còn gọi là xoạc dọc một cách hiệu quả. Và trước khi thực hiện bài tập này, chúng ta hãy cùng điểm qua những lợi ích của việc xoạc dọc nhé. Các tư thế mở háng dọc hay còn gọi là xoạc dọc sẽ giúp căng giãn các nhóm cơ đùi trước, cơ đùi sau, bắp chân, gân chân và khéo chân, giúp khớp háng hoạt động linh hoạt và chân chu. Điều này sẽ đưa lượng lớn máu, oxy và năng lượng đến nuôi dưỡng các tế bào ở khu vực chân, giúp chân trở nên khỏe mạnh, linh hoạt, phòng và điều trị các vấn đề về chân như giãn tĩnh mạch, khô khớp và thiếu canxi. Xoạc dọc còn giúp kích thích và cân bằng luân xa gốc cũng như luân xa xương cùng. Luân xa gốc khi được cân bằng sẽ giúp bạn cảm thấy luôn an toàn và không hề sợ hãi trong mọi tình huống dù cuộc sống có nhiều biến động. Luân xa xương cùng khi được cân bằng, bạn sẽ luôn hòa đồng, gần gũi, cân bằng được cảm xúc cũng như ham muốn tình dục của mình. Với những lợi ích như thế này, chắc hẳn các bạn sẽ không muốn bỏ qua những tư thế xoạc dọc đâu đúng không nào? Tuy nhiên, rất nhiều trong số chúng ta cảm thấy khó khăn với những tư thế xoạc dọc. Vậy thì hôm nay hãy cùng với Hương Nguyễn, các bạn trải thảm ra đi, chúng ta thực hiện những bài tập riêng dành cho việc mở háng dọc. Chỉ với 20 đến 30 phút mỗi ngày, liên tục trong vòng 2 tuần, tin rằng các bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin với việc mở háng dọc của mình. Đừng quên chia sẻ video này nếu bạn thấy video này có ích nhé. Và nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của Hương Nguyễn Yoga cũng như ấn vào nút chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi Hương Nguyễn có video mới nhất nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng tư thế ngồi trên hai gót chân như thế này. Hít thở sâu và đều. Sau đó hít vào, vươn hai tay lên phía trần nhà. Chúng ta căng giãn cho cột sống của chúng ta, nâng cao mạng sườn lên. Bạn nhẹ nhàng thở ra, hạ người xuống, cố gắng bò bàn tay càng xa càng tốt, giúp cho phần cột sống của chúng ta, các đốt sống lưng đang được căng giãn ra các bạn nhé. Việc chúng ta ngồi ở trên gót chân như này sẽ giúp cho kheo chân của chúng ta và gân chân được mở ra một cách tốt hơn. Rồi chúng ta chuyển sang tư thế chữ V ngược, kiễng hai chân lên. Chúng ta khởi động dần dần cho phần cổ chân của mình. Hít vào kiễng hai chân, thở ra hạ gót chân phải xuống, rồi hít vào kiễng hai chân, thở ra hạ gót chân trái. Cứ như vậy chúng ta đổi bên nhé mọi người. Và cố gắng giữ cột sống của mình thẳng. Khi hạ một bên gót chân xuống thì đùi ở bên kia cố gắng chạm vào phần lườn của chúng ta. Việc chạm vào phần lườn sẽ giúp cho phần cột sống của chúng ta được vươn dài và giữ thẳng cho nó nhé mọi người. Ở lần cuối cùng thì chúng ta giữ lâu một chút xíu và hít thở sâu đều. Rồi các bạn kiễng hai chân lên, xoay nhẹ gót chân ra phía ngoài và từ từ hạ hai gót chân xuống dưới sàn nhà về tư thế V ngược đầy đủ. Nhớ là mở gót chân ra phía ngoài, riềng ngoài của bàn chân song song với nhau. Hít thở sâu và đều ở đây, cảm nhận sự căng giãn nhẹ nhàng của toàn bộ nhóm cơ ở phía đằng sau chân cũng như kheo chân và gân chân ở phía đằng sau hai chân của chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta hít vào và đưa chân trái về phía đằng trước. Đưa chân trái về phía đằng trước, đặt ống đồng của chân trái vuông góc với mặt sàn. Hạ đầu gối và mu bàn chân phải xuống. Chúng ta ấn hông xuống dưới sàn nhà một cách nhẹ nhàng, vươn cột sống và vươn dài cổ nhìn lên. Ở nguyên đây và cảm nhận các phần khớp háng của chúng ta đang được giãn ra và các nhóm cơ đùi của chúng ta cũng đang được giãn ra một cách nhẹ nhàng. Hít thở sâu và đều một lát, rồi chúng ta quay trở lại tư thế V ngược, vươn chân trái lên phía trần nhà và nhớ vẫn úp hai hông xuống nhé các bạn. Hít thở sâu và đều ở đây một lát, rồi mọi người chúng ta hạ chân trái của chúng ta xuống, đổi bên nào. Đưa chân phải về phía đằng trước, đặt ngang hàng vị trí của hai tay, hạ đầu gối và mu bàn chân trái xuống. Nhớ để ống đồng chân phải của chúng ta vuông góc với mặt sàn và lại tiếp tục vươn dài cột sống, vươn dài cổ. Ở nguyên đây, cảm nhận cho khớp háng của chúng ta đang được mở ra. Các nhóm cơ, đùi phía sau và phía trước
đều đang được giãn ra một cách nhẹ nhàng. Hít vào, nâng thân và vươn chân phải lên phía trần nhà, nhờ úp hai hông xuống thì chúng ta tác động cho phần nhóm cơ ở phía đằng sau của chân trái được sâu hơn. Nó sẽ căng hơn nhé các bạn nhé. Và nhẹ nhàng hạ chân xuống. Về lại tư thế V ngược. Chúng ta tiếp tục chuyển động tác vươn chân trái lên, và lần này thì chúng ta không hạ đầu gối xuống. Mà chúng ta kéo thẳng đầu gối phía bên chân trái, vẫn vươn dài cột sống, mắt nhìn về phía đằng trước. Tư thế này sẽ giúp cho háng của chúng ta được mở sâu hơn, chân khỏe mạnh hơn nhé các bạn. Nhớ ở nguyên đây và cảm nhận cơ thể của chúng ta. Hít thở sâu và đều. Rồi nâng hai tay lên, đan tay ở phía đằng sau. Chúng ta hít vào và thở ra, mỗi lần như vậy nhấn hông xuống sâu hơn một chút xíu. Hít vào nâng lên và thở ra nhấn hông xuống. Liên tục thực hiện như vậy khoảng 10 nhịp. Hít vào, nâng lên, thở ra nhấn xuống. Cố gắng thẳng chân phải của chúng ta, đừng gập chân phải nhé. Cố gắng kéo thẳng chân phải sẽ giúp khớp háng của chúng ta mở ra sâu hơn và các nhóm cơ được giãn ra sâu hơn. Lần cuối cùng giữ nguyên như vậy, hít thở sâu và đều, cố gắng giữ thăng bằng và đừng mất trọng tâm cơ thể của chúng ta. Hạ hai tay xuống, thu chân. Hạ hai tay xuống và chúng ta vươn tay trái lên. Chúng ta vặn cho cột sống của chúng ta một cách nhẹ nhàng một chút xíu và nhớ là đừng nhổm hông lên nhé các bạn. Vẫn giữ cho chân lưng của chúng ta ở trên một đường thẳng. Và mình hạ tay xuống và nâng chân trái đưa về phía đằng sau, để cho chân phải của chúng ta căng một chút xíu rồi hạ chân trái xuống. Mình chuẩn bị đổi bên nào. Đưa chân phải lên và nhớ kéo thẳng chân trái. Hạ cả hai hông xuống để cho hai hông cân bằng nhé. Bàn chân trái vuông góc với mặt sàn là lý tưởng nhất. Giữ ở đây, hít thở sâu và đều một lát, cho phần khớp háng của chúng ta nó được căng giãn ra sâu hơn. Rồi chúng ta nhổm người lên, đan tay ở phía đằng sau, thở ra ấn hông xuống. Hít vào nâng lên, thở ra ấn hông xuống. Cố gắng kéo thẳng chân trái để giúp cho cơ của chúng ta được kéo giãn ra hơn nhé mọi người nhé. Thở ra nâng và thở ra, hít vào nâng lên và thở ra hạ xuống. Cứ tiếp tục như vậy, hít vào, thở ra. Hít vào, nâng lên, thở ra hạ xuống. Hít vào, nâng lên, thở ra hạ xuống. Hít, nâng, thở hạ. Hít, nâng và thở hạ. Lần cuối, giữ nguyên ở tư thế này. Cố gắng ấn hông xuống càng sâu càng tốt. Hít thở sâu và đều ở đây. Hãy cảm nhận vào nhóm cơ đùi phía đằng sau chân phải và nhóm cơ đùi trước chân trái nhé. Chúng ta hạ tay xuống nào. Hít vào, vươn tay phải lên, vặn nhẹ cho cột sống của chúng ta. Cố gắng vẫn duỗi thẳng chân trái. Chân trái và lưng tạo thành một đường thẳng. Rồi chúng ta hạ tay phải xuống và hít vào, thu chân phải về phía đằng sau. Nâng chân phải lên để căng giãn cho phần chân trái một chút xíu. Rồi chúng ta chuẩn bị cho bài tập tiếp theo. Đưa chân trái lên, đặt ngang hàng với vị trí của hai tay và luôn luôn nhớ giữ cho ống đồng chân trái vuông góc với mặt sàn. Hạ mu bàn chân phải và đầu gối phải xuống dưới sàn nhà. Hít vào, đẩy cao ước lên, hạ vai xuống sao cho tay của chúng ta có thể chạm xuống dưới sàn nhà. Bằng cách đó chúng ta đang ấn hông xuống dưới sàn nhà. Rồi thở ra, đưa tay về đặt ngang vị trí của chân. Nếu cảm thấy chân quá căng rồi, chúng ta giữ lưng song song với mặt sàn. Ai chưa cảm thấy căng thì chúng ta áp sát người vào đùi rồi dựng bàn chân trái lên nhé. Hít vào, đẩy cao ước lên, hạ vai xuống. Chạm tay xuống dưới sàn nhà để chúng ta ấn hông xuống dưới sàn nhà. Các bạn phải cố gắng ấn hông xuống dưới sàn nhà sâu nhất có thể. Rồi lại thở ra, duỗi thẳng chân trái, dựng móc bàn chân trái lên. Áp sát người vào đùi nếu có thể, nếu không thì vẫn giữ lưng song song với mặt sàn, vươn dài cổ sống là được. Tiếp tục, hít vào, gập đầu gối chân trái, chìm hông xuống, đẩy cao ước lên. Rồi lại thở ra,
duỗi thẳng chân trái, móc bàn chân lên áp sát người vào chân, cảm nhận toàn bộ nhóm cơ và gân chân ở phía đằng sau chân trái đang căng giãn một cách rất là mạnh mẽ. Hít thở và cảm nhận ở đây. Rồi có lẽ đây là lần cuối rồi. Các bạn chúng ta hãy cố gắng giữ lâu hơn một chút xíu. Chìm hông xuống dưới sàn nhà, hít vào đẩy cao ức lên. Rồi cố gắng đan tay ở phía đằng sau. Vươn tay về phía đằng sau xa nhất có thể bằng cách đẩy cao ức lên và ấn hông xuống dưới sàn nhà sâu nhất có thể. Chú ý đầu gối chân trái đừng mở ra nha. Đừng mở đầu gối chân trái ra. Chúng ta hãy hướng thẳng đầu gối về phía đằng trước. Hít thở sâu và đều ở đây. Cảm nhận khớp háng của chúng ta đang được mở rộng ra. Rồi lại thở ra nào, quay về. Dựng móc bàn chân trái lên. Áp sát người vào đùi. Và cảm nhận một cách sâu sắc các nhóm cơ ở phía đằng sau chân trái, kheo chân và gân chân ở đầu gối đang được căng giãn ra. Hít thở sâu. Và chúng ta chuyển sang tư thế này, gọi là tư thế thằn lằn. Dựng bàn chân phải lên và nâng đầu gối lên, hạ khuỷu tay xuống dưới sàn nhà và cố gắng ép sát đầu gối chân trái vào vai. Chúng ta đừng mở đầu gối chân trái ra nhé. Hạ người thấp xuống như thế này. Hít thở sâu và cảm nhận cơ thể của chúng ta ở đây nhé. Chúng ta chuyển vị trí một chút xíu. Đưa tay phải nắm lấy cổ tay trái và vươn tay trái lên phía trần nhà. Chìm hông xuống sâu hơn nữa nào. Hạ tay xuống. Chúng ta mở bàn chân trái ra ngoài cách 45 độ. Lấy tay trái ấn đầu gối phía bên trái xuống dưới sàn nhà. Hạ lại mu bàn chân và đầu gối phải xuống nhé. Ấn hông phải, ấn hông, cả hai hông xuống dưới sàn nhà. Rồi gập chân phải lại. Đưa tay trái nắm lấy phần bàn chân và kéo chân ra xa trước đã. Kéo chân ra xa, chìm hông xuống. Sau đó này, chúng ta gập gót chân về. Cố gắng để gót chân chạm hẳn vào hông. Đừng nhổm hông lên, vẫn tiếp tục chìm hông xuống. Nó sẽ rất là căng cho phần háng của chúng ta và phần cơ đùi sau ở phía bên chân trái nhé. Rồi, chúng ta nhổm hông lên và quay trở về tư thế chữ V ngược, thả lỏng cho chân một chút xíu. Rồi mình đổi sang bên chân tiếp theo, đó là phía bên chân phải. Đưa chân phải về phía đằng trước nào. Hạ gót chân và mu bàn chân trái xuống. Hít vào, đẩy cao ức lên, hạ vai xuống sao cho tay có thể chạm xuống dưới sàn nhà. Mục đích là để cho chúng ta hông chìm xuống dưới sàn nhà. Thở ra nào, đưa tay về phía đằng trước, duỗi thẳng chân phải của chúng ta, móc bàn chân phải lên. Nếu cảm thấy quá căng nhớ giữ lưng song song với mặt sàn như thế này. Hít vào, lại hạ bàn chân phải xuống, đầu gối chân phải gập hướng thẳng về phía đằng trước nhé cả lớp. Rồi chúng ta đẩy cao ức lên, hạ vai phía đằng sau, chìm háng xuống dưới sàn nhà nào. Thở ra, đưa tay về, móc bàn chân phải lên, áp sát người vào đùi nếu có thể. Hít thở và cảm nhận sự căng giãn toàn bộ nhóm cơ phía đằng sau chân phải. Tiếp tục hít vào, đẩy cao ức lên, hạ vai phía đằng sau, chìm hông xuống, tay chạm hẳn xuống dưới sàn nhà. Đừng mở đầu gối, khép đầu gối lại. Thở ra nào, đưa tay về, duỗi thẳng chân phải, móc bàn chân phải lên, áp sát người vào chân. Lần cuối nhé, hít vào đẩy cao ức lên, đan tay ở phía đằng sau và duỗi tay ở phía đằng sau. Các bạn có thể đếm nhịp thở của chúng ta. Khoảng 5 nhịp thở là chúng ta có thể quay trở lại rồi. 3 2 và 1. Rồi đưa tay về, duỗi thẳng chân phải ra, móc bàn chân phải lên và áp sát người vào đùi nếu có thể. Ở nguyên vào đây, ở nguyên ở đây, hít thở sâu. Và lại đếm nếu các bạn cảm thấy hơi nhàm chán một chút xíu. 3 1. Rồi
chúng ta dựng lại bàn chân lên nào. Dựng lại bàn chân trái của chúng ta lên và hạ khuỷu tay xuống về tư thế thần lằn. Hít thở sâu và đều ở tư thế thần lằn này cũng khoảng 5 nhịp. Các bạn giữ lâu hơn cũng được, tùy vào khả năng của các bạn nhé. Đưa tay trái nắm lấy cổ chân phải và vươn tay phải lên phía trần nhà. Vẫn giữ cho chân thẳng, chìm hông xuống nào. Hít thở sâu và đều. Hạ tay xuống. Hạ đầu gối và mu bàn chân trái xuống. Mở bàn chân phải 45 độ, lấy tay phải ấn đầu gối xuống dưới sàn nhà. Ấn đầu gối phải xuống dưới sàn nhà. Chìm hông xuống sâu hơn nào. Chìm hông xuống sâu hơn. Gập chân trái lại, đưa tay nắm lấy giềng ngoài của chân trái. Chúng ta kéo chân trái ra xa trước, vẫn chìm hông xuống, chìm hông xuống. Đưa vai về phía đằng sau xa. Rồi và lần này thở ra, chúng ta thu gót chân trái của chúng ta ấn vào hông, vẫn chìm hông, chìm hông, chìm hông xuống nhé các bạn. Hít thở sâu và đều ở đây vài nhịp. Rồi chúng ta quay trở lại tư thế V ngược nhé. Ở tư thế V ngược này, hít thở sâu và đều một lát trước khi chúng ta chuyển sang tư thế tiếp theo. Nào, hít vào, chúng ta nâng chân trái đưa về phía đằng trước, hạ đầu gối và mu bàn chân phải xuống, rồi mở cẳng chân trái sao cho cẳng chân trái vuông góc đùi nếu có thể nhé. Nếu không thể thì các bạn cứ gập chân trái của chúng ta lại cũng được. Và cố gắng này, chìm hông phải xuống dưới sàn nhà. Chìm hông phải, ấn nó xuống dưới sàn nhà, đẩy cao ức lên. Hít thở sâu và đều ở đây một lát. Rồi bây giờ hãy từ từ hạ người xuống, sao cho người của chúng ta đè hẳn lên cẳng chân trái. Vươn dài hai tay xuống và áp lòng bàn tay xuống dưới sàn nhà. Đừng quên đưa ý thức vào hông phía bên phải, ấn hông phải xuống dưới sàn nhà. Và cảm nhận rìa bên chân trái của chúng ta, cái nhóm cơ ở phía đùi, ở phía rìa bên chân trái đang rất là căng. Và khớp cuối của chúng ta đang được tác động một chút xíu, bởi vì khớp hông của mình nó chưa được mở ra một cách thoải mái, nên sẽ cảm thấy hơi tạo áp lực trên đầu gối nhé. Cố gắng hãy chịu đựng và cảm nhận tư thế này trong phạm vi có thể. Rồi hít vào, chúng ta nâng người lên và về lại tư thế chữ V ngược là được rồi. Chúng ta về lại tư thế chữ V ngược để chuẩn bị chuyển sang chân tiếp theo. Nào, chúng ta chuyển sang chân tiếp theo, đưa chân phải về phía đằng trước, hạ đầu gối và mu bàn chân trái xuống, rồi sau đó mở phần cẳng chân phải sao cho vuông góc với đùi, ấn hông trái xuống. Nhớ là cảm thấy quá khó để mở cẳng chân thì chúng ta vẫn có thể áp cái phần bắp chân của chúng ta sát vào đùi, không làm sao nhé. Quan trọng là chúng ta ấn được phần hông trái của chúng ta xuống dưới sàn nhà đẩy cao ức lên. Hít thở sâu và đều một chút xíu cho khớp hông của chúng ta được mở ra tốt hơn. Khi cảm thấy sẵn sàng rồi thì các bạn từ từ hạ người xuống. Nào, chúng ta hạ người, đè hẳn người của chúng ta xuống cẳng chân phía bên phải. Vươn dài hai tay về phía đằng trước và đừng quên đưa ý thức vào khớp hông của chúng ta, ấn hông trái xuống dưới sàn nhà. Rồi chúng ta hãy cảm nhận sự căng giãn của nhóm cơ đùi rìa bên chân phải. Đầu gối của chúng ta sẽ hơi chịu áp lực căng một chút xíu, trong khả năng có thể chấp nhận được các bạn hãy giữ ở đây. Nếu cảm thấy khó quá thì nhớ là đưa gót chân về gần với háng của mình hơn nhé. Đừng cố gắng mở cẳng chân vuông góc mà mình cảm thấy bị áp lực quá. Hít thở sâu và đều ở đây, cảm nhận cơ thể của bạn. Và khi cảm thấy là đã đủ rồi thì chúng ta hãy nâng người lên và trở lại với tư thế V ngược để chúng ta chuyển sang một bước tiếp theo. Nếu cảm thấy cơ của chúng ta căng quá thì chúng ta có thể nhấc gót lên xuống hoặc là thực hiện như thế này nhé, để làm cho cơ của chúng ta thả lỏng hơn một chút xíu các bạn. Rồi lần này đưa chân trái về phía đằng trước nào, đưa hẳn ra phía rìa ngoài của tay, hạ đầu gối và mu bàn chân phải xuống. Sau đó này, chúng ta dần dần trườn cái gót chân trái của chúng ta về phía đằng trước và chếch 45 độ so với chân phải.
rồi nếu có thể thì chúng ta duỗi thẳng hẳn chân ra. Nhớ là nó chích 45 độ, chúng ta chưa phải đưa thẳng về phía đằng trước nhé. Đẩy cao ức lên, chìm cả hai hông xuống dưới sàn nhà. Các bạn có thể thấy là nhóm cơ phía đằng sau chân trái, gân chân đang được căng giãn mạnh mẽ, và nhóm cơ đùi phía đằng trước chân phải đang được giãn ra sâu hơn, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy hạ phần trỏ tay xuống dưới sàn nhà, cố gắng ép thẳng phần xương cùng. Và nếu cảm thấy chưa đủ độ căng giãn thì hãy hạ hẳn người, ngực và cầm chạm xuống dưới sàn nhà như thế này. Hãy ở nguyên đây, cảm nhận cơ thể của chúng ta và hít thở sâu, đều, để cho các nhóm cơ chân và khớp háng của chúng ta căng giãn hơn. Khi cảm thấy căng giãn đủ rồi, hãy nâng người lên và chúng ta quay trở về với tư thế V ngược, chuẩn bị đổi sang bên chân kia. Nào bây giờ đưa chân phải lên nào, hạ đầu gối và mu bàn chân trái xuống, rồi dần dần chúng ta trườn chân phải của chúng ta về phía đằng trước, nhớ chết 45 độ so với chân trái. Điều này sẽ dễ thực hiện hơn rất nhiều so với việc chúng ta hướng thẳng về bàn chân về phía đằng trước nhé. Và đây được coi là cái bước chuẩn bị cho việc là hướng thẳng chân về phía đằng trước để chúng ta xoạc dọc một cách đầy đủ. Nhớ ấn hông trái của chúng ta xuống, đẩy cao ức lên và cảm nhận ở đây, hai hông của chúng ta đều chìm xuống dưới sàn nhà. Rồi một lát chúng ta hãy hạ khuỷu tay xuống. Và nếu cảm thấy chưa căng thì hạ hẳn ngực và cầm xuống. Nhưng nếu ai cảm thấy căng rồi, chúng ta cứ giữ cho khuỷu tay của chúng ta hạ xuống dưới sàn nhà, ép thẳng phần xương cùng và cảm nhận sự căng giãn của các nhóm cơ eo chân, gân chân phía đằng sau chân phải và phần căng cơ ở phía đằng trước của chân trái nhé. Hít thở sâu và đều ở đây. Khi cảm thấy đủ rồi, chúng ta nâng người lên và dựng người, đưa cơ thể về tư thế V ngược, thả lỏng cho chân một chút xíu nào. Chúng ta ở nguyên tư thế V ngược này và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Rồi hít vào, đưa chân trái thẳng về phía đằng trước, hạ đầu gối và mu bàn chân phải xuống. Hãy dùng lực của tay nếu các bạn cảm thấy quá căng, giữ hông của mình trên cao một chút xíu, trườn chân trái về phía đằng trước và từ từ ấn hông xuống dưới sàn nhà. Và khi nào có thể thì mới thẳng chân trái nha. Chú ý nếu hông của chúng ta chưa cân bằng thì không cần thiết phải hạ hẳn hông xuống và duỗi thẳng chân. Khi hông của chúng ta cảm thấy cân bằng rồi, các bạn hãy duỗi thẳng chân như thế này và hãy làm tăng độ khó bằng việc là bắt tay phải sang chân trái và tay trái sang chân phải. Để chúng ta vặn cột sống sẽ ép hông của chúng ta áp sát xuống dưới sàn nhà nhiều hơn nữa nhé. Hít thở sâu và đều ở đây nào các bạn. Rồi sau đó chúng ta đưa người quay trở về trung tâm và hít vào, vươn hai tay lên phía trần nhà về tư thế con khỉ một cách đầy đủ. Hít thở sâu và đều ở đây. Cảm nhận hông của chúng ta đang được căng giãn theo chiều dọc một cách tối đa rồi. Nào bây giờ thở ra, hãy chìm người về phía đằng trước, đè hẳn lên chân trái hoặc thậm chí có thể hạ hẳn người xuống dưới sàn nhà. Ở đây và các bạn sẽ cảm nhận là nhắc các nhóm cơ gân chân và kheo chân phía chân trái, nó đang được kéo giãn ra một cách căng và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Hít thở sâu và đều trước khi chúng ta nâng người lên, dựng lại bàn chân phải và thu chân trái về lại tư thế V ngược. Chúng ta chuẩn bị đổi bên nhé. Nào đưa thẳng chân phải của chúng ta về phía đằng trước, hạ đầu gối và mu bàn chân trái xuống, nhớ giữ hông cân bằng và chúng ta từ từ bò bàn chân phải về phía đằng trước. Nhớ dùng lực của tay để trợ giúp cho chúng ta trong thời gian đầu, đừng để kênh hông nhá. Hướng thẳng hông về phía đằng trước, trườn dọc gót chân về. Khi nào cảm thấy có thể thẳng được chân, chúng ta thẳng chân về phía đằng trước trước mà không bị kênh hông thì chúng ta đưa tay trái bắt vào chân phải và tay phải bắt vào chân trái như thế này để chìm hông trái của chúng ta xuống dưới sàn nhà hơn nữa nhé. Hít thở sâu và đều. Nhưng bạn nào nhớ là vẫn chưa hạ được cả hai chân xuống thì chúng ta có thể bỏ qua tư thế này nhé. Rồi quay trở về và hít vào, vươn hai tay lên, chắp hai tay lại ở trên cao và nhớ một lần nữa nếu chúng ta chưa thực hiện được tư thế xoạc dọc một cách đầy đủ cũng bỏ qua bước này.
thở ra hạ người xuống, áp sát người vào chân, nếu có thể hạ hẳn mặt xuống dưới sàn nhà như thế này để giúp cho phần cơ chân, kheo chân ở phía đằng sau chân phải căng giãn hơn nữa. Và đừng quên vẫn tiếp tục ấn hông trái xuống dưới sàn nhà, hít thở sâu và đều ở đây. Cảm thấy đủ rồi thì các bạn nâng người dậy nào, đưa cơ thể chúng ta về tư thế chữ V ngược nhé. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay rồi. Xin chúc mừng các bạn. Những bạn nào mà chúng ta vẫn chưa duỗi được thẳng chân về phía đằng trước thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, nên nhớ hãy cho cơ thể của các bạn thời gian để nó có thể thích nghi dần dần nhé. Và chúng ta hãy luyện tập như thế này đều đặn mỗi ngày, thì chúng ta tin chắc rằng trong một thời gian ngắn thôi là các bạn có thể thực hiện được những tư thế xoạc xọc một cách dễ dàng và thoải mái hơn rồi. Rồi chúng ta hãy về với tư thế ngồi trên hai gót chân như thế này, chắp tay ở phía đằng trước ngực, hít thở thật sâu và đều, cảm nhận sự bình yên và thư giãn đến với chúng ta ở trong cơ thể và tâm trí. Xin cảm ơn các bạn vì đã luyện tập cùng với Hương Nguyễn ngày hôm nay, và xin chúc các bạn luôn luôn khỏe đẹp, tự tin, yêu đời cùng với yoga nhé. Và hẹn gặp các bạn ở những video sau.